phép lạ mới nhất nhờ lời chuyển cầu của Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Thành Long mến chào cộng đoàn. Kính thưa cộng đoàn, Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận là vị đại hồng y của Giáo hội Công giáo Việt Nam. Chuyện phép lạ sau ngày cầu bầu cùng Chúa sẽ được Thành Long chia sẻ trong video này. Rất hay và tuyệt vời, có liên quan tới bệnh nhân ung thư được chữa lành. Mời cộng đoàn cùng xem tiếp. Trên trang fanpage câu lạc bộ Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận chia sẻ câu chuyện phép lạ ngoạn mục nhận được rất nhiều sự quan tâm và chia sẻ của mọi người. Phép lạ nhờ sự chuyển cầu của Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Tôi tên là Isaac Nguyễn Thị Hồng, hiện đang sống tại Toronto, Canada, thuộc họ đạo Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Toronto. Chồng tôi tên là Doan Nguyễn Thành Lạc. Tôi xin tuyên xưng một ơn lạ mà chồng tôi đã nhận được từ Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Ngày 13 tháng 8 năm 2012, chồng tôi đã được bác sĩ Cosimano mổ để lấy bướu não ung thư tại Bệnh viện St. Michael's Hospital. Bác sĩ cho biết là bướu này không thể lấy ra hết vì có một mạch máu lớn nằm trong. Sau đó, bác sĩ đã cho điều trị bằng hóa trị và xạ trị suốt 30 lần tại Bệnh viện Sunnybrook Hospital. Sau khi đã làm xong các lần hóa trị và xạ trị, bác sĩ cho chồng tôi về nhà. Trong thời gian này, chồng tôi rất yếu, chỉ trong vòng 3 tuần lễ tại nhà mà mẹ con tôi đã gọi 911 đến 2 lần để đem chồng tôi vào bệnh viện cấp cứu vì bị viêm nhiễm. Thấy chồng mình quá yếu, không ăn được gì ngoài một chút sữa Ensure pha đặc và rồi ngày một yếu đi, tôi đã cùng các con lo hậu sự cho anh. Bác sĩ cũng gần như đầu hàng và đã đề nghị chúng tôi chuyển anh vào Palliative Care của Bệnh viện Brighthelm Health Hospital. Bạn bè và thân nhân từ khắp nơi đã đến thăm và mọi người rất lo lắng cho tình trạng sức khỏe của chồng tôi. Có người đã nghĩ rằng đây là lần gặp gỡ sau cùng với anh. Phần tôi, ngay sau khi bác sĩ tuyên bố khối u nằm trong não anh ấy là khối u ác tính, tôi đã cùng với các con khóc rất nhiều. Trong phòng họp của bệnh viện, tôi dặn các con tôi đừng khóc hay tỏ vẻ u buồn trước mặt bố. Rồi tôi cùng các con nắm tay nhau đọc kinh và cầu nguyện. Tôi dâng chồng tôi trong bàn tay Chúa, ngài định thế nào thì tôi và các con cũng xin vâng theo ý ngài. Chỉ xin ngài thấy điều gì là tốt nhất cho chồng tôi thì ngài hãy làm và chúng tôi sẵn sàng vâng theo. Nhân có người thím của chồng tôi từ Texas đến thăm và trước khi về, bà đã gửi biếu tiền muốn tôi xin lễ cầu nguyện cho anh. Sau khi nghe tin nhà tôi bệnh, thân nhân và bạn bè cũng xin các cha dâng lễ cầu nguyện cho anh như vậy. Hôm tôi đi lễ cầu nguyện cho anh theo lời yêu cầu của thím là ngày kỷ niệm 10 năm Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận qua đời. Lòng tôi thôi thúc, tôi nhờ ngài cầu nguyện cùng Chúa cho chồng mình. Thế là tôi bắt đầu đọc kinh cầu nguyện với ngài, đồng thời mạnh dạn cho chồng tôi uống nước lá đu đủ. Thật kỳ diệu, chồng tôi mỗi ngày một trở nên khỏe hơn, bắt đầu ăn được, ngủ được và liên ký. Trí óc anh ấy cũng sáng suốt dần dần. Anh có thể đọc báo, nói chuyện với bạn bè, người thân một cách mạch lạc hơn. Lúc mới mổ xong và sau khi điều trị hóa và xạ trị, bác sĩ rất lo cho tình trạng sức khỏe của chồng tôi. Họ đã chẩn đoán nhà tôi sẽ sống không quá 6 tháng. Nhưng đến nay, chồng tôi đã qua được tháng thứ 9 và mọi thứ tiến triển rất tốt. Tôi xin cảm ơn tất cả quý cha, quý thầy, quý sơ và tất cả quý ông bà, thân nhân, bạn bè và tất cả những ai sau khi nghe nhà tôi bệnh đã xin lễ, dâng lời cầu nguyện cho anh ấy, đặc biệt là các anh chị em trong chương trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình đã cầu nguyện trong các buổi đọc kinh liên gia. Nếu đây là dấu lạ mà Thiên Chúa đã tỏ ra qua lời cầu nguyện của Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, thì tôi mạn phép xin chuyển trường hợp của nhà tôi đến ban có thẩm quyền để xin tòa thánh xem xét. Nếu cần, xin liên lạc với tôi ở địa chỉ email hongnguyen56a@gmail.com hoặc điện thoại
xin thành thật cảm ơn. Excerpt Nguyễn Thị Hồng, Hết Trích.